Báo Dân Trí thông tin, Landmark 81, Landmark 72, Lotte Center Hà Nội, Vitesco Financial Tower hay Vietcombank Tower thuộc sở hữu của các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài. Vậy đó là doanh nghiệp nào? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé. Tờ The Korea Economic Daily thông tin, công ty tái bảo hiểm toàn cầu Aeon PLC, chủ sở hữu tổ hợp 3 tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội, mua bán 100% cổ phần để thu về hơn 1.000 tỷ won, khoảng 18.500 tỷ đồng. Tổ hợp 3 tòa nhà Landmark 72 bao gồm một tòa tháp tổng hợp 72 tầng với chiều cao 350m và hai tòa tháp đôi 48 tầng có chiều cao 212m. Tòa tháp tổng hợp 72 tầng có tên Kia Nam Hà Nội Landmark, hiện cao nhất Hà Nội và cao thứ hai tại Việt Nam. Tổ hợp này được khởi công từ năm 2007 bởi tập đoàn đầu tư và xây dựng Kia Nam của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2016, công trình được chuyển nhượng sang chủ đầu tư hiện tại. Kia Nam Hà Nội Landmark cũng từng nhiều năm được biết đến với vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, danh xưng này đã bị Landmark 81 phá vỡ vào năm 2018 khi dự án đi vào hoàn thiện. Như tên gọi của nó, Landmark 81 có 81 tầng với chiều cao 461,2m, được tạo hình cao vút, lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống vươn mình lên bầu trời xanh. Công trình do các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup xây dựng thuộc tổ hợp dự án Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một dự án trong danh sách các tòa nhà cao nhất Việt Nam mà nhiều người biết tới khác là Lotte Center Hà Nội tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Tòa nhà này bao gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm, cao 267m và là một trong những biểu tượng kiến trúc của Hà Nội. Công trình lấy cảm hứng từ hình dáng tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Dự án được hoàn thiện năm 2014, chủ đầu tư là tập đoàn Lotte. Một công trình mang tính biểu tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh là tòa nhà Vitesco Financial Tower với tạo hình bông sen vươn lên bầu trời. Tòa nhà tọa lạc tại quận Nhất, chiều cao 262m, gồm 68 tầng. Dự án được hoàn thành năm 2010, công trình được đầu tư bởi tập đoàn Vitesco. Kế đến là tòa nhà Vietcombank Tower tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với chiều cao 206m, gồm 36 tầng nổi và 4 tầng hầm. Chủ đầu tư dự án là liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Bondi, Hồng Kông, Trung Quốc và Công ty du lịch Bến Thành. Công trình đi vào lịch sử từ năm 2015. Một dự án đáng kể khác sắp hoàn thành tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ góp mặt trong danh sách các tòa nhà cao tầng bậc nhất Việt Nam là Marina Central Tower do Masterai Homes phát triển. Dự án này được cất nóc hồi tháng 5 năm nay, có 55 tầng nổi, 5 tầng hầm. Khi hoàn thành, tòa tháp dự kiến cao 240m, nằm trong top 3 tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thấy các tòa nhà này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Theo thông tin từ The Korea Economic Daily, công ty tái bảo hiểm toàn cầu Aeon PLC, chủ sở hữu tổ hợp 3 tòa nhà Landmark 72, muốn bán 100% cổ phần với giá hơn 1.000 tỷ won. Theo nguồn tin từ các ngân hàng đầu tư tại Seoul, công ty chứng khoán Mirae Asset của Hàn Quốc đang đàm phán với những nhà đầu tư tiềm năng để bán toàn bộ cổ phần của tòa nhà này. Năm 2015, vượt qua Goldman Sachs và công ty đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority QIA, Aeon đã thành công trong việc mua bất động sản này với giá 454 tỷ won, gần 8.400 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, từ công ty xây dựng SM Kenam Enterprises Ltd. Aeon PLC là công ty tài chính đa quốc gia có trụ sở tại London, Anh. Công ty được thành lập vào năm 1982 sau khi tập đoàn Ryan Insurance Group hợp nhất với công ty Combined Insurance Company of America. Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính, dưới tên 3 doanh nghiệp nhỏ là Aeon Risk Solutions, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý rủi ro; Aeon Benfield hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm; và Aeon Hewitt giải đáp thắc mắc, tư vấn khách hàng về nguồn nhân lực. Về kết quả kinh doanh, tính đến hết tháng 6, Aeon ghi nhận mức doanh thu lên đến 7,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với mức 7,04 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Lý giải về mức tăng trưởng này, Aeon cho biết công ty môi giới bán lẻ của họ đã ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại thị trường châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương. Đáng chú ý, Aeon liên tục mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu thông qua các thương vụ mua bán sáp nhập. Năm 1997, công ty mua lại Minet Group và công ty bảo hiểm chứng khoán Alexander & Alexander Service của Anh
thương vụ này đã chính thức đưa Aon trở thành nhà môi giới bảo hiểm chứng khoán lớn nhất thế giới. Năm 1998, công ty tăng gấp đôi số lượng nhân viên khi mua lại công ty môi giới bảo hiểm lớn nhất Tây Ban Nha là GY Cavachar, cũng như thành lập công ty bảo hiểm vốn ngoại đầu tiên tại Hàn Quốc là Aon Korea. Năm 1999, công ty mua lại tập đoàn bảo hiểm Nikon Sedgwick của Italia, thành lập liên doanh Rick Attack với công ty Zurich US của Mỹ, hoạt động trong mảng phân tích rủi ro và quản lý tài chính cho các công ty công nghệ. Aon tập trung vào lĩnh vực môi giới bảo hiểm chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn. Năm 2008, tập đoàn mua lại công ty tái bảo hiểm và tư vấn vốn Benfield Group Limited của Anh với giá 1,75 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ quy mô này đưa Aon lọt top những tay chơi lớn nhất trong ngành công nghiệp môi giới tái bảo hiểm. Hai năm sau đó, Aon tiến hành vụ mua bán sáp nhập lớn nhất lịch sử khi mua tập đoàn Hewitt Associates của Mỹ với giá 4,9 tỷ đô la Mỹ. Năm 2009, Aon đứng đầu trong bảng xếp hạng AMS về môi giới bảo hiểm toàn cầu. Dựa trên doanh thu môi giới và bình chọn bảo hiểm trung gian tốt nhất, tái bảo hiểm trung gian tốt nhất và quản lý trung gian tốt nhất do độc giả của báo kinh doanh bảo hiểm bình chọn. Tính đến nay, Aon hoạt động trên toàn thế giới với hơn 500 văn phòng tại hơn 120 quốc gia với khoảng 66.000 nhân viên. Với chiều cao 108 tầng, tòa tháp thuộc dự án xây dựng thành phố thông minh tại Đông Anh do liên danh tập đoàn BLG Việt Nam và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư sẽ có mặt trong top 10 tòa tháp cao nhất thế giới. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Dự án xây dựng thành phố thông minh có tổng diện tích 272 hectare, có vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ đô la Mỹ. Điểm nhấn của dự án là tháp tài chính cao khoảng 108 tầng. Dự án được quy hoạch ngay trên tuyến đường đi từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, được phát triển như một biểu tượng của thành phố thông minh. Tại đây sẽ có nhiều công viên giải trí, cung triển lãm, ốc đảo sinh thái. Ngoài ra, bên trong tòa tháp 108 tầng này còn có căn hộ khách sạn, căn hộ thương mại, căn hộ dịch vụ. Hiện trên thế giới đã có rất nhiều công trình kiến trúc ấn tượng thể hiện tài năng của các kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu. Những người đã xây dựng nên những tòa tháp đáng kinh ngạc thách thức trọng lực. Ngoài những tòa tháp đã hiện hữu, nhiều tòa nhà khác đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc xây dựng như tháp Jeddah ở Ả Rập Saudi được thiết kế để đạt chiều cao hơn 1.000 mét vuông sau khi hoàn thành, hay tháp Bionic tại Trung Quốc sẽ đạt tới độ cao chóng mặt 1.228 mét. Dưới đây là top 10 tòa tháp cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Burj Khalifa, 163 tầng, 828 mét. Burj Khalifa là trung tâm của khu thương mại Dubai, một khu phát triển độc quyền gồm các khách sạn, tòa nhà dân cư và trung tâm mua sắm có diện tích 2 km vuông. Sau khi hoàn thành vào năm 2010, nó đã phá vỡ nhiều kỷ lục, bao gồm cả nhà hàng và hộp đêm cao nhất thế giới. Nó cũng có số tầng nhiều nhất so với bất kỳ tòa nhà nào từng được xây dựng. Tòa tháp được khánh thành ngày 4 tháng 1, 2010 là một công trình kiến trúc khổng lồ. Chi phí xây dựng tòa nhà này lên đến gần 20 tỷ đô, tương đương 460.000 tỷ đồng. Tòa nhà Burj Khalifa được công nhận là tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2008. Merdeka 118, 118 tầng, 679 mét. Merdeka 118 là tòa nhà cao thứ hai thế giới với 118 tầng, chiều cao 678,9 mét tại Kuala Lumpur, Malaysia. Công trình hoàn thành năm 2022 được lấy cảm hứng bởi vị trí gần với hai địa danh lịch sử nổi bật là sân vận động Merdeka và sân vận động Negara. Tháp Thượng Hải, 128 tầng, 632 mét. Sau khi xây dựng hoàn thành vào năm 2015, tháp Thượng Hải đã trở thành tòa nhà cao nhất Trung Quốc. Tòa nhà cao 128 tầng có không gian văn phòng, phòng hòa nhạc và thậm chí cả hồ bơi trên tầng 84. Tòa tháp cũng giữ kỷ lục chung với Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An về tầng quan sát cao nhất thế giới ở độ cao 562 mét. Tòa tháp Thượng Hải cũng là nơi có thang máy nhanh thứ hai thế giới. Tháp đồng hồ Abraj Al Bayt, 120 tầng, 601 mét. Tháp Abraj Al Bayt có tên gọi khác là tháp đồng hồ, khách sạn hoàng gia Mecca, là một công trình phức hợp dọc trời nằm ở Mecca, Ả Rập Xê Út, có mặt đồng hồ lớn và cao nhất thế giới. Khu phức hợp nằm ngay gần nhà thờ Al-Masjid Al-Haram, nơi linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo, đơn vị phát triển và cũng là nhà thầu chính là tập đoàn Saudi Bin Laden SBG, công ty xây dựng đa quốc gia lớn nhất ở Ả Rập Xê Út. Tòa tháp cao nhất của khu phức hợp cũng là nơi có khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được điều hành bởi Fairmont, cung cấp chỗ nghỉ cho hàng triệu khách hành hương đến Mecca để tham gia lễ Hajj.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An, 115 tầng, 599m. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An, tọa lạc ở quận Phú Điền, Thâm Quyến, Trung Quốc. Công trình được khởi công xây dựng năm 2010 và hoàn thành cuối năm 2016 với tổng diện tích xây dựng là 60 hectare. Tòa tháp được thiết kế theo hình nón, thu hẹp dần lên đỉnh. 8 trụ cột bên ngoài được thiết kế giúp giảm tải trọng gió tối đa. Kiến trúc bên ngoài sử dụng 1.700 tấn thép, 316L không dỉ, có khả năng chống ăn mòn tối đa dưới tác động của thời tiết và gió biển. Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An được phát triển thành khu phức hợp thương mại quy mô lớn, bao gồm trung tâm mua sắm, văn phòng và khách sạn. Lotte World Tower, 123 tầng, 555m. Lotte World Tower là tòa nhà đầu tiên ở Hàn Quốc, có hơn 100 tầng. Dự án chính thức khai trương vào năm 2017. Giống như hầu hết các tòa nhà chọc trời, tòa nhà được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau, gồm các cửa hàng bán lẻ tầng 1-6, văn phòng tầng 7-60, chung cư tầng 61-85, khách sạn cao cấp tầng 86-119 và tầng công cộng 120-123 với một đài quan sát. Tòa tháp rất chắc chắn, được thiết kế và xây dựng để có thể chịu được động đất lên đến 9 độ Richter cũng như gió lớn và bão nhiệt đới. One World Trade Center, 104 tầng, hơn 541m. One World Trade Center là tòa nhà chính của 7 trung tâm thương mại thế giới mới, xây dựng trên nền trung tâm thương mại thế giới cũ ở Lower Manhattan, thành phố New York. Tòa nhà bị phá hủy sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Công trình được xây dựng từ ngày 27 tháng 4 2006 và hoàn thành vào tháng 11-2014. Đây hiện là tòa nhà cao nhất tại Hoa Kỳ với độ cao 541,3m, bao gồm 5 tòa nhà văn phòng xây dựng dọc theo phố Greenwich, Bảo Đài và Đài Tưởng niệm Quốc gia 11 tháng 9. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, giá tốt và tiện lợi? Hãy cùng khám phá ngay top 5 sản phẩm bán chạy trên Shopee mà hàng ngàn người đã lựa chọn. 1. Bộ sản phẩm chăm sóc da Menstay Simplicity Starter Duo được thiết kế riêng cho nam giới, giúp làm sạch da và bảo vệ toàn diện. 2. Nước giặt Omomatic có túi 3,6kg, 3,9kg, 4,1kg, giúp làm sạch vết bẩn cứng đầu mà không làm hư tổn vải. 3. Sữa tắm Lifebuoy 800g chăm sóc chuyên sâu, giúp làm sạch và bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn. 4. Máy massage cầm tay V1 Sidan với 32 chế độ lực đấm mạnh mẽ. Máy massage V1 Sidan giúp bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. 5. Bàn chải điện Cruci tích hợp máy rửa mặt, giúp bạn làm sạch răng và da mặt. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thân yêu của Cà Phê Lên TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.